nhiều bác hỏi là lắp cái chống lăng mic kiểu gì thì các bác xem cái video của em nhé đầu tiên em ngửa cái phần mic lên ngửa thẳng lấy đất nhé cái phần hộp mic ấy. đây thì các bác lắp cái chống lăng này giúp em các bác nhớ nhá cái nào trái phải riêng nhá đấy ơi chờ chờ thì em lắp cho chưa chẳng rồi tiếp theo nữa đây Đây, các bác em lắp này có dễ không ạ? Dễ cái, dễ cái, mic này không ạ? Đấy. Một bên. Một bên. Các bác thấy uh, em lắp này có dễ không ạ? thì các bác để lại phía dưới phần bình luận này để em tôi vẫn trực tiếp nhé rồi